Tập trung. Mới thắng được con gián à. Mình mới nghĩ ra một cái chiêu nha. Mình lướt về phía đối thủ và quẹt nó. Ok không? À nãy giờ mình không biết các bạn. Mình cứ bấm ép để mình ấy người ta không à. Này lít chuột được mà. Trời lít chuột hay nhanh rồi. Trời ơi. Dí mới luôn. Dí. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình là Chris The Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Roblox để chúng ta chơi một cái tựa game mà theo các bạn là hả? Chơi em đi, ủa lộn mà chơi đi vui lắm à, hãy chơi cùng em. Đó, đây là một cái tựa game mà mình chưa hề biết. Giờ mình vô chơi thử nghe. Hướng dẫn chơi, mỗi lượt trái banh sẽ hiện ra. Hãy cẩn thận, nó được khóa đấy. Khi mà trái banh màu đỏ thì nó nhắm vào bạn, ép là để lóc. Ok. Mình xịn bay. Ây da mày. Dạ. Ủa. Ủa. Chơi chưa. Game quần dịp chơi em hỏi ý người chơi gì vậy? Thích chơi chơi. Ủa, win luôn hả? À, nó cứ tự vô vậy đó. À, ok. Em biết đâu. Đây. Gà. Một thằng. Sao, mấy chú. Né kiểu gì? Alo, trời. Sao. Gớt này liền. Tao chưa xài quy đó. Gớt này nữa. Bú luôn. Bú gì là bùm mà là bú. Gớt này. Ăn banh. Sao mày nhóc. Ném tao nè. Ủa mày vô địch luôn. Vô địch thủ luôn. Trời ơi. Anh giết. Sao anh chưa hay vậy? Có gì khó hơn không? Ôi mày nhóc. Ai mới là vua trò chơi? Nè mà kỹ vô nhau. Oh my god. Wow. Trời. Giống cô thực tập sinh quá. Gì khó hơn đi. Sót gáp 99 xu, 80 xu. Ồ. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp nha các bạn. Tỷ lệ Legendary là 1%, nhưng mà mình sẽ Legendary. Trời ơi, cái này cũng gacha luôn à. Wow. Gì vậy? Lasit. Ủa. Tao muốn xài cái cây đó làm sao? Tàng hình. À bây giờ mình mới có được chiêu đát thôi. Kiếm nè. Đó. Thật ra nó cũng vậy đúng không các bạn? Đâu có mạnh hơn gì đâu. Nhà không có tiền mua máy ơi. Chơi game trộn mà. Rồi vô địch nè. Vô địch thủ nè. Chơi 5 game là 200 coin rồi. Hai team. Chỉ 4 team. Thôi lắc xít đi. Bố mình chơi một mình. Không gần lại. À. Gớt này. Ấy có nhiều thằng chơi dở người ta. Cái bấm đâu mà. Canh đúng thời điểm à. Mình là chùm mấy cái này luôn. Mình hơi bị chùm mấy cái canh thời điểm rồi đó. Thời tới rồi. Bạc. Thời tới. Hãy đỡ. Đỡ. Gớt. Đỡ. Ha. Mày chuyền tao hoài mày. Phòng này có vẻ chơi giỏi á nha. Phòng này tụi nó chơi giỏi á. Bốn thằng. Bốn cuối nè. Ủa. Game lỗi. Lắc rồi bạn ơi. Quay đi. Trời ơi. Xém được cái xì bạc rồi. Cái chè bạc. Cùi ta. Tại ơi. Trời ơi.
Re 10%. Trời, xài cái muỗng đi. Đó, muỗng, cầm cái muỗng. Thằng nào đụng là múc. Giận mặt bố mày. Gì vậy? Đứng banh luôn rồi kìa. Con chó nào phá mày. Tụi này chơi hay nè. Nó có sự lắc nhất định nha. Mình thấy nó đỡ bị trước á. Nãy là mấy cái thua là mình bị lắc thôi. Chuyện tao với. Ok bạn. Chuyện tao có đánh cha mà không. Thằng này đứng nè. Điếm nha. Lừa rồi. Thôi game chó. Tập trung. Mới thắng được con gián à. Mình mới nghĩ ra một cái chiêu nha. Mình lướt về phía đối thủ và quẹt nó. Ok không? Nãy giờ chưa có trái banh để chơi luôn. À nãy giờ mình không biết các bạn. Mình cứ bấm F để mình ấy người ta không à. Này lít chuột đâu mà. Trời lít chuột hay nhanh rồi. Trời ơi. Dí mới luôn. Dí. Dí mới luôn. Dí. Đầu. Má game vô tri. 100 coi. Mở không quả đâu ta. Mới mở không quả đâu luôn. Mấy này bình tĩnh mày. Ồ, mới khen luôn. Quay. Vô coi. Vô. Trời ơi. Mình nên né mấy cái thằng này ra xíu. À, chiến lược của cái này á là các bạn đừng đứng gần quá. Chưa kịp hồi cái đỡ là hả đi rồi. Vậy là tao thắng chắc 100%. Gáy sớm ăn gì? Gáy sớm ăn gì? Gáy sớm ăn gì đây? Gáy sớm ăn gì? Bạn hay đi vô mấy nhà hàng Nhật á, vừa người ta vô người ta chào mình. Gáy sớm ăn gì? Vô đây. À dí dí à. Dí. Dí hộ phát. Trời ơi ông kia. Chứ banh cách ổng gần 80 mét. Ông đỡ còn hụt. Nè. Gãy. Gãy sớm ăn gì? À còn 3 thằng à. Đu. Đúng rồi. Chơi nhau đi, kệ tao. Kệ. Oh my god. Kệ tao. Cay đấy nha. Trời ơi. U nó tạo ảo ảnh kìa, nó có hơi mạng rồi bạn. U. Đồ mỏi ghét không? Ở trong chết luôn. Xì đai chứ. Trời ơi. Có gì ngon ngon coi. Trời ơi. Hết tiền mẹ. U map đẹp, map đẹp. Mình phải thắng. Đó, trời ơi, nhìn đúng ngầu luôn. Nhìn như là nợ tới dí vậy. Nó chạy té lửa. À đây. Đi bụi. Còn mấy thằng, còn nhiều lắm. Mẹ ơi, rồi. Để mình thử một cái lướt tới và tấn công kẻ địch coi. Còn 5 thằng. Dán này mình phải tập trung mình vô địch mới được. Từ nha, mày dễ quất mình lắm, thấy không? Rớt này liền. Xời. 3 thú con mẹ. Trời ơi. Mình xin. Đỡ. Đỡ hộ tao cái. Gã gì xịn thiện thôi. Chắc là không giòn đâu. Trời ơi. Mém được cái súng rồi. À kiểu eliminate được bọn nó là lụm mớ bạn. Mình dí sát luôn. Mày. Đó. À. Bố mày hiểu cách chơi rồi.
Rồi cay ghê. Chuyện táo, chuyện táo, chuyện táo. Chuyện táo, chuyện táo. Yeah. Ê da, ngứa. À, đây, đây, đây. Trời ơi. Không bị lì mi này. Chuyện táo, chuyện táo. Chuyện đi chị. Tao nè. Mày chơi mình luôn. À múa múa. Thằng này múa. Thằng này múa. Thằng này múa. Thằng này thích múa à. Trời ơi. Ủa sao hột ta. Trời ơi. Game lỗi rồi. Ù có thằng nó thiệt chiêu nó đứng im luôn. Nó tàn hình. Chơi hai team thử coi. Dán ít người vậy. Chưa gì vô tụi nó đứt hết trơn rồi. Trời ơi mọc cây luôn xanh cỏ. Ủa mấy này gà không. Nè. Ủa tức quá nghỉ mày. Dạ rồi cái rồi. Cho tôi đồ xịn ơi. Giờ ẹt luôn. Ngậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì comment cho mình biết là ha, cái game nào trong Roblox mà các bạn muốn mình chơi tiếp theo. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.